Sài Gòn, mình tiếp tục giới thiệu em dàn nội địa cao cấp Kenworth model UDA 55. Dàn này thiết kế máy nằm, mặt máy phay nhôm, này là toàn bộ bằng nhôm luôn anh em ạ, cứng cáp, bóng loáng luôn, rất là đẹp. Tổng thể dàn đẹp trên 95%. Dàn này thì tích hợp cái chức năng cao cấp như là CD, đặc biệt là cổng USB luôn anh em ạ. Cổng USB để mình kết nối USB nghe nhạc luôn, cắm USB vô và nghe cả ngày luôn. CD thì hỗ trợ định dạng CD rewrite vân vân. Rồi, có audio in. Ngõ 3.5 đây, và hoặc là ngõ AUX cho anh em nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn USB Bluetooth. Dàn có remote học anh em ạ, remote học kèm thế này để chỉnh được chọn bài, volume tắt mở và chỉnh được âm thanh, chỉnh bass treble trên máy anh em ạ, volume đây, chỉnh bass nè, anh em tăng giảm ở đây, có nút điều hướng đây, và chuyển qua bên đây là treble, xong là anh em nên chọn enter để lưu. Chất âm dàn rất là hay, dàn này thì dòng cao cấp cho nên chất âm rất là sáng và chi tiết tách bạch cực kỳ luôn. Dàn có ngõ sub out để anh em kết nối với sub điện tăng cường bass lên. Cặp loa thì cặp loa đính theo dàn, loa màu gỗ đỏ nhìn rất là đẹp. Thiết kế mặt trước này ốp giả kim rất là sang trọng. Loa bass bằng carbon, truyền vải tẩm lên tiếng bass rất là hay. Tổng thể dàn rất là đẹp, loa màu đỏ mình quay anh em cận cảnh cho anh em xem đây. Đẹp góc cạnh luôn ha. Loa UDA 77 anh em ha. Dàn này thì trưng bày rất là đẹp luôn. Trưng bày và chiếc âm cũng rất là hay. Chiếc âm nó dạng sang chảnh anh em ha. Sắc sảo chi tiết, dạng mic rất là hay. Dàn này giá thị trường là tầm khoảng 3.6 triệu anh em ha. Mình bán giá rẻ hơn thị trường rất là nhiều. Anh em nào mua thì cứ liên hệ mình. Mình đang test chức năng là CD ha, có hiển thị tên bài hát luôn. Rồi mình test qua chức năng USB, USB mình cắm cho mình nghe nhạc thôi. USB rất là tiện lợi ha. Rồi mình bấm nút USB play đây. À dàn này phía sau đó có cổng thẻ nhớ luôn anh em ha, thẻ nhớ SD card luôn, memory nè, ở phía sau máy nha. Thiết kế mình cắm thẻ nhớ phía sau. Còn đây phía trước thì là cổng USB, rất là chuyên nghiệp. Đây, hiển thị tên bài hát luôn ha. Đơn vị
về. Khu chiến từng quen tên, thu nằm nơi trận tuyến, xuân trận ngoài ven biên. Thư muốn gửi về, chắc em không nhận. USB thì anh em có thể mua chép nhạc từ máy tính qua USB và nghe cả ngày luôn, rất là tiện lợi, không cần phải mua đĩa. Rồi mình sẽ qua chức năng DAO in, nhạc từ điện thoại máy tính nha. Mình cắm con cáp 3.5 vô đây. Đầu kia thì mình cắm qua cái điện thoại như vậy. Mình mở nhạc trên YouTube anh em ơi. Rồi chuyển qua bấm nút input selector nha. Chuyển máy quay rồi DAO in và bấm cái này. Hoặc là anh em bấm cái nữa thì chuyển qua AUX để cắm phía sau nha. Phía sau thì tín hiệu không có lớn bằng tín hiệu audio in nha. Tôi ở đồn xa nhịp cầu duyên mong cấp, cho nên phần rệ làm rất là tốt, chứ âm rất là sạch anh em ha. Rồi mình test xong cái dàn nội địa Kenwood model UDA 55, ngoại hình còn đẹp trên 95%, hoàn hảo có chức năng CD, có USB nghe nhạc điện thoại máy tính hoặc là USB nghe nhạc rất là tiện lợi và có cắm thẻ nhớ luôn, tương tự như USB để anh em lưu nhạc và nghe nhạc rất là hay, và có DAO in nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn USB Bluetooth. Dàn này thì giá thị trường là 3.6 triệu anh em ha, anh em có thể tham khảo, và mình đã bán giá rẻ hơn đó rất là nhiều. Anh em mua về làm liên hệ mình 0981 333 246. Anh em đăng ký kênh, nhấn nút thông báo bên phải video, nói chung những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.